Con nói gì nhỉ? Cảm ơn chưa? Con cảm ơn. Phi này con không có gì được phi khác đâu. Và con này. Papa đi du phi. No, papa boit la bière. Là đi chơi ăn phúc avec papa. Hey papa, con sổ. Ils ont changé la façon de faire. Ouais, parce que, c'est nous, on demande. Ouais, con ơi bị trào ra ngoài rồi, chứ nó phải là bê chi rồi. Quand il descend, quand il s'arrête, à la limite, il faut sortir. Ouais, ah oui, c'est bon mieux. Non. Có ăn để được chỗ hả cô? Cái gáy của nó bị vậy đó. Nên là tóc cái gáy nó rất là dài, nó nhiều. Nó xuống thấp. Cái nó vậy luôn chứ không phải là cô cắt được chỗ hả? Không. Cái đôi chỗ lúc. Cái này người ta gọi nó là cái cái gì gáy ba ba hay gáy rùa, gáy gáy ba ba hay là cái đuôi ba ba hay cái đuôi rùa. À, dạ đúng rồi, giống này người thì bảo rằng mà cái gáy này nó nhiều người ta nói đó, có người thì bảo là chứ nhất định có thêm em, có người thì nói cái gì ấy. Nhưng mà toàn nói là bảo may mắn, chả biết cô chả biết cô chả không tâm linh không mê tín. Tóc đen tóc vẫn là màu tóc của ba, không phải là đen mà hơi pha pha. Ôi giời ơi, con hư con quen rồi nè, bắt đầu con làm trò.
Đại dọa cô. Nước khác nó vừa ba vừa nia. Cậu muốn cái gì? Pizza mamô. Tu veux pas ça?